Xin chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai, anh em mình ở xã Đạo Chủ, Tam Đảo rồi. Trong video trước, chúng ta đã được đến thăm con thác 75, hùng vĩ hoang sơ giữa rừng Đại Ngàn. Hôm nay anh em tôi bị hai chân dìu gọi dậy từ rất sớm để đến thăm nhà chủ Tư Thọ, một người bản địa sống trong khe núi sâu nơi có con suối chạy qua. Anh em mình sẽ dùng bữa tại nhà chủ Tư, sau đó nghỉ ngơi một chút, đến chiều sẽ ra suối tắm rồi về. Nhưng đấy chỉ là dự kiến thôi mọi người ạ, vì phía trước còn rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón. Hãy cùng theo chân anh em mình nhé. Đường vào nhà chú Tư Thọ không hề dễ đi một chút nào. Tôi phải xuống xe đến 3 lần. Còn hai sắn dìu, một mình một xe bị chật vật mới qua được những đoạn khó đi. Đúng là những nơi đẹp thường không dễ đến. Ôi, bướm đây. Đẹp nhỉ. Anh ở chào chú. Cô Tư là người rất dễ mến và hiếu khách. Sau khi biết chúng tôi từ nơi xa đến, cô liền đãi chúng tôi bằng những món ngon nhất có trong vườn nhà. Còn mình thì được chú Kha dạy cho cách làm mồi tôm để bẫy tôm trong hồ, và sau đó sẽ làm bữa luôn. Đây là bột sắn. Nhìn giống thổ dân làm mồi phết không? Có tí mồ hôi vào đây có khi tôm lại không dám ăn. Càng dính đậm gì ạ? Bây giờ mình sẽ ăn miếng nhá. Cháu cám đến đây xuống đất rồi. Bên đây là sắn. Đất thì mình không ăn. Nước này từ trên suối về đúng không Phúc? Đúng, nước này là đầu nguồn. Uống nước luôn rồi. Uống được luôn. Thử nước suối đó. Uống tốt luôn. Không có gì. Vĩ núi rừng đấy, đấy. Bây giờ mình sẽ bay flycam từ trên cao xuống. Rất may là của chú Tư Thọ vừa đi đâu về thì chú sẽ bảo chú xuống lấy cho mình. Mình bay là mình đang bay là nó đang bay là khoảng tầm khoảng hơn 1 mét trên mặt nước. Không biết là mình vô tình chạm vào nút hạ cánh thì phải, mình nhớ không, nếu mình chạm vào màn hình thế là nó từ từ hạ xuống rồi, đẩy lên mà không kịp. Nó xuống mặt nước nó vẫn bay, nó vẫn quánh quẩn, nó vẫn bay khoảng 5 giây rồi chết motor thì nó mới chìm xuống. Nhưng lúc đấy thì cách thuyền khoảng 3 mét, 5 mét, không dám phi xuống. Thực sự thì đây là một tình huống không mong muốn. Yeah, mình sẽ ngồi đây chờ nhé. Cuộc sống nó thế đấy mọi người ạ. Thì cái cảnh bay ở đây thì chưa bay được phát nào, chỉ cũng không ghi lại màn hình điện thoại nữa mọi người ạ. Rất là tiếc, mà chỉ có cảnh quay ở thác thì mình ghi lại màn hình điện thoại thôi. Nhưng mà cái chất lượng của ghi hình để flycam truyền về điện thoại thì nó chất lượng
360 thôi để mình đủ để mình nhìn, để mình điều khiển máy bay thôi, còn chất lượng chuẩn nhất nó phải ghi ở trong một thẻ nhớ. Thì chắc là mất rồi, thì không sao cả. Vì mình cũng biết là chắc chắn là kiểu gì mình cũng sẽ rơi một vài con là ít. Thì hôm nay rơi ở hồ là hồ rất là đẹp, cũng xứng đáng để mình rơi. Ok, thôi, xác định mất đi. Thế rồi mình ạ, mình đã xác định mất rồi. Xác định mất rồi. Thì video này là video ẩm thực, nhưng mà thật sự là mình bị rơi flycam nên không quay cảnh cô nó được chế biến được, thì nó thành một cái video mà mất flycam mà kéo lưới được flycam. Nên là video này nó không hẳn là video ẩm thực nữa rồi, nhưng mà thì chỉ một người chiêm những món ăn cô làm. Chát nhé, mình sẽ ăn thử một miếng hai. Giống như kiểu lá rang ấy, ở trong miền Nam. Mọi người nếu mà xem đây là lá rang mà, cũng như canh gà nấu lá rang ở trong miền Nam thôi mọi người. Đúng rồi. Thì... dân tộc ở đây gọi là lá chua chát. Tiếng dân tộc sắn dìu thì gọi là gì hả? Hai vừa chua vừa chát. Lá chua chát đấy. Tiếng sắn dìu gọi là gì? Thánh ngon nhỏ. Cái gì? Thánh ngon nhỏ. Mày nuốt xong mày nói cho nè. Ông Phúc nói thì giọng đừng vớ đâu. Vớ cái gì? Con nhỏ gì mày? Thánh con nhỏ mày. Lá gì ở đây? Con nhỏ. Con nhỏ. Son xà. Không có từ điển tiếng Kinh. Son. Không có. Con nhỏ. Không có từ điển tiếng Kinh, chỉ là những người sắn rìu mới nói là. À đấy ạ. Tựa son. Tựa đó nhân, nếu như người khác, người Kinh hay dân tộc khác nói đến triệu lần không nói được. Nếu không được đẻ ra. Ok, cái này uống nước từ mình con nhỏ ăn nhá. Con nhỏ.